ba cái rất nhanh. Ok, cho một lượt rồi. Wow, đấy là quýt rồi. Kiểu phía rất là dễ luôn. Rồi. Ôi vùi vùi, chưa cái này. Rồi đi thật tồi ông giáo ạ. Rồi cái này phải làm gì đây. Rồi, quýt. Quýt làm nhưng mà được. Bạn ấy lắm cho người lợi thế, mặc dù bạn có thể đi chậm thôi. Nhưng có thể người có lợi thế lại là bạn ấy. Rất là bất ngờ. Thật là con là của bạn ấy. Rồi bạn ấy không có gì để khi cái ông ấy đi và Lemia không kích được. Và bây người có lợi thế hiện tại đang ở đâu ấy. Người có lợi thế rất là lớn rồi. Rồi, rồi bay lan đi con. Rồi, đủ đây luôn, mình dám ra đi. Vừa vừa bay. Ở trong giờ học thì cho tôi đủ F3 và nó búp cho cả team cái video đấy. Sau đấy là kể cả Jack Xia có hồi sinh cả hai ấy, thì tôi nghĩ là phía bên của Yubi vẫn sẽ giải quyết được hết thôi. Chứ bây giờ hồi sinh lên là cả Lawok cả Lali hoàn toàn có thể bị giết luôn á. Hoặc là bạn muốn dứt điểm luôn Jack Xia. Adi lại đến hơn trước. Rồi xong. Bay luôn không? Không. Có vẻ như pha này không được may mắn cho lắm. Chắc là 99% quýt. Vì Zizekola không xóa được cái debuff siêu trên người Adin rồi. Counter từ vị trí của Adin ạ. Úp luôn. Ui. Rồi xe bị săn rồi. Săn luôn rồi. Rồi. Rồi, đấm vào vị trí của Hanzai. Có chết không đây? Tôi thua rồi. Rồi, vậy là một điểm. Miane ka? Đâu sta, Miane? Sử dụng F3 luôn. Rồi bụi đi cho cả team. Rồi counter rồi. Từ F3 luôn lấy thêm tỉ vào cho counter. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là now the main problem area is up here. All of this going on up here is what's causing me the most physical discomfort. It's like a visceral reaction of discontent coming from this area. This area is not good either. I hate this, but I'm mainly worried about this. Bố dù F1 rồi. Mình có được cái búp sáng tạo, búp đép trên người. Kiểu bạn ấy có bị búp thôi. Rồi bị búp. Thì nếu như anh Trang attack bây giờ có anh Trang không? Có anh Trang attack rồi. Rồi tôi nghĩ là phía bên của Ủ Nú vẫn đang có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà bây giờ nếu như mà anh Trang thơm thì sẽ búp từ skill file cho cả team bên kia. Chứ lại không. Rồi chưa được một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là STL đi rồi. Bây giờ xem bạn sẽ đánh ai. Và việc hiện tại là bây giờ phía Nadi đang đến thơm đấy. Không có counter từ vị trí của F3 luôn. Còn này chỉ có F3 luôn. Cũng như là không cứu được rồi. Rồi, không cứu được luôn. Không thể cứu được, cứu bạn được tình hình này luôn. Rồi, thế là cố gắng lắm rồi. Và bây giờ là cái việc là Lumia đã đến thơm. Và bây giờ bạn sẽ kéo Stray lên. Và gần như là ở đâu chết cứu rồi, cứu rồi. Nhưng mà bù lại thì phía Karina sẽ được búp lên đấy. Thế nào bạn? Wow, có cái nhầm lẫn gì không ta? Tưởng phải đấm chết. Wow, chết luôn rồi. Tưởng phải đấm chứ, sao lại không đấm? Nếu như đấm được thì đấm luôn. Không. Rồi, sleep luôn rồi. Nói chung ý xe coi như chết trong trận này rồi. Còn đâu về phía Karina thì bây giờ các bạn ấy sẽ bị mất đi cái kết thúc.
có đâu là anh buồn đâu. Thôi thua rồi, chắc thôi thì chia buồn với ủ mú nhá. Kinchana. Kinchana ya. Kinchana. Kinchana. Chắc là bạn sẽ sai được vào vị trí của Reed. Đúng rồi, sai được vị trí của Reed rồi, sau đó là Reed 3 luôn. Rồi tình hình phía bên của Abby đang không đổ cho lắm. Bây giờ xem máy chém ai. Rồi máy chém ở vị trí của Emiya rồi, nhưng mà cái tình huống hiện tại bây giờ là máy nó có rất là nhiều bất lợi. Bây giờ kể cả trúng hay không trúng đi chăng nữa, bây giờ con giả thác là chết. Emiya đi thôi là chết. Rồi xong. Tôi gần như Yumi thắng rồi đấy. Bây giờ tầm này thì chết được cái chắc rồi. Rồi thì coi như là đã thắng rồi đấy. Rồi, Yumi thắng rồi. Rồi, lại dính như cái kia rồi, hết cứu. Ok, chúc mừng bạn Yumi đã vào trong vòng chung kết nhá. Như tôi vừa thấy một cái gì nhảy từ Suna, có thể Suna sẽ đã cầm cái ác của Osunuka đấy. Có vẻ như tình huống hiện tại là... Rồi, Akane đang... Sáng hết không? Rồi, vẫn còn Ran, nhưng mà với việc skip được hết những kia tôi nghĩ là cũng không phải là một vấn đề gì cả. Nghe chưa? Thôi rồi. Đánh ra rồi. Muốn là không được đẹp cho lắm. Thì muốn là không được đẹp cho lắm. Cứ điểm luôn. Cùng luôn lên cao. Rất đau. Đánh rất đau, đánh rất đau luôn. Được cái máu. Vị trí của Etele sẽ chết thôi. Etele sẽ chết chắc rồi. Cao tờ khác vào từ vị trí luôn, cao tờ hai phát cao tờ luôn, cao tờ hết một và cái đấy rồi xong.